Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở các cái bộ đề của cái môn toán của ba bộ sách và cái môn khoa học tự nhiên của ba bộ sách và up ở trên kênh của năm ngoái nữa nè. Trong các clip ở năm nay thì thầy cũng sẽ quay cho em ở ba bộ đề của môn toán cũng như khoa học tự nhiên của năm học 23-24 và thầy sẽ up ở trên kênh để chúng ta tham khảo. Về file đề thì chúng ta thể vào nhóm Zalo hoặc là lên trên kênh TikTok của thầy, thầy Quang 2503 để chúng ta lấy với em nha. Thì cũng giống như mọi năm, thầy cũng sẽ quay và cho em để tham khảo cái đề trước. Cái file đề thì chúng ta sẽ lên nhóm vô lên Zalo của em lấy. Thì cái đề này mang chất tham khảo thôi, chứ thầy cũng không biết là cái đề của trường của em ra như thế nào đâu. Thì em cũng cần phải ôn tập đầy đủ tất cả kiến thức của cái bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Và chúng ta cũng có thể tham khảo ở hai cái bộ kia, Cánh Diều và Kết Nối em nha, để chúng ta làm. Ở trong đề này thì thầy ra ở cái phần trắc nghiệm là gồm có 3 điểm, từ lòng 7 điểm. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn luôn. Người ta yêu cầu em là con vào chữ cái đặt trước câu là trả lời đúng. Câu 1 là trong các câu sau câu nào là đúng em nha, câu nào là đúng. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu sẽ đi chọn nha. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương có bị hợp lý đúng không? Không là số hữu tỉ dương là sai rồi. Cái số 0 này nó không phải là số hữu tỉ âm, cũng không phải là số hữu tỉ dương. Chứng tỏ đáp án B là sai này. Số nguyên âm không phải là số tỉ hữu tỉ âm là sai. Số nguyên âm chắc chắn là số hữu tỉ âm. Ví dụ như là âm 3 thì nó chính là số hữu tỉ âm, tại vì nó chính là âm 3 phần 1. Tại vì số hữu tỉ thì chúng ta viết được dưới dạng là A phần B. Hiểu chưa? Tập hợp quy gồm các số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm, cái này là sai, nghĩa là thiếu, đó chính là thiếu số 0. Chứng tỏ câu B, câu C và câu D là sai. Và đáp án A chúng ta thì chính là đáp án đúng. Đây như nào. Ok, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 2. Người ta hỏi các em là phát biểu nào sau đây là sai. Nhớ là các em chọn sai chứ không phải chọn đúng. Thì trong đây sẽ có 3 đáp án đúng và 1 đáp án sai. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án sai em nha. Mọi số vô tỉ đều là số thực. Đúng nè, đúng nè. Tại vì cái số vô tỉ chúng ta là tập hợp y thì nó luôn luôn là con của anh số thực này. Số vô tỉ là những số ví dụ căn bậc 2 đâu ạ. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Đúng nè. Mọi số thực đều là số vô tỉ. Tào lao liền, đúng không? Mọi số thực ví dụ như là tại vì cái anh số thực này bao gồm tất cả tập hợp số. Thì ví dụ số 2 là một số tự nhiên này, hoặc là một số nguyên, thì nó không thể nào là số vô tỉ được. Thì chứng tỏ thầy này sai này. Số 0 là số hữu tỉ à. Tại vì số cái tập hợp số hữu tỉ thì bao gồm là số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương và bao gồm cả số 0 này à. Âm cộng 2 là số vô tỉ là đúng rồi. Thằng này đúng, thằng này đúng và thằng này đúng. Chứng tỏ câu B này sai. Ta chọn B nha. Ta đi sang ở câu số 3 em. Nhận xét đúng về căn bậc 2 số học của 7 là. Ở đây người ta nói là căn bậc 2 số học căn bậc 2 số học. Như vậy thì đây, căn bậc 2 số học ở đây thì đây chính là một số gì? Nó sẽ thuộc là cái tập hợp y là số vô tỉ em nha. Một số hữu tỉ là sai rồi, một số tự nhiên cũng sai, một số nguyên dương cũng sai, mà một số vô tỉ đây, đây chính là câu D. Câu này rất là dễ ha. Đã hỏi các em là trong các số sau, số nào là số vô tỉ? Số vô tỉ là số thập phân vô hạn như nào các em? Không tuần hoàn. Không tuần hoàn là không có tính chu kỳ, không có lặp lại. Cái đây là số thập phân hữu hạn mà. Câu B là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì nó có tuần hoàn không tuần hoàn. Câu C này là tuần hoàn này. Câu C này người ta có thể viết trở thành là một chu kỳ 3. Một chu kỳ 3 nghĩa số 3 này sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Câu D này 0,5 nó chính là số thập phân hữu hạn. Thằng này hữu hạn, thằng này hữu hạn, thằng này là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Còn thằng này là số thập phân vô hạn không tuần hoàn thì nó chính là số vô tỉ. Như vậy thì đây chúng ta sẽ chọn đây chính là B. Hiểu chưa? Ta sẽ đi xem ở câu số 5. Cho tam giác ABC qua đỉnh A. Đây, tam giác ABC này.
qua đỉnh A đây, vẽ đường thẳng song song BC. Qua đỉnh B, vẽ đường B song song AC. Đây. Chúng ta hình dung đấy, nó qua đây. Và đây chính là đường thẳng B. Chúng ta hỏi như đây. Số đường thẳng AB vẽ được lần lượt là mấy nha? Như này, theo cái tiêu đề clip game, chúng ta có một đường thẳng D bên ngoài và có một điểm A bên ngoài ở đây. Chúng ta chỉ tìm được duy nhất, nghĩa là một và chỉ một đường thẳng D phải nó thỏa mãn hai điều kiện này. Một là đường thẳng này đi qua đâu? Đi qua A. Và song song với D thì chỉ có một duy nhất là một đường thôi. Một đường duy nhất. Như vậy ở đây một đường và ở đây một đường thì chứng tỏ là mấy đường? Hai đường. Như vậy thì nó là một đường đi qua A song song BC và một đường đi qua B song song với AC thì chỉ đó chính là một một à. Nghe trong cái đề thi thì nó không có câu dễ câu khó kìa ha, thì tùy đề thôi, chứ không, nếu mà khó hết thì chúng ta đi thi học sinh giỏi chứ không đâu phải đi thi học kỳ nữa, đây là dành cho tất cả đối tượng học sinh mà, đúng không? Câu 6 này, cho hình lăng trụ đứng AB C và A phẩy B phẩy C phẩy có đấy là cái tam giác. Đây thầy sẽ vẽ em xem này. Thằng này chắc chắn là không thấy được. Đó, đây chính là A B C đúng không? A B C. Ở đây là A phẩy C phẩy và B phẩy. Ở đây là vuông tại A, chứng tỏ ở đây vuông đó. Thì thằng này cũng sẽ vuông. Đó. Như vậy thì ta hỏi đây, ta có AB đây bằng 3, AC đây bằng 4. Chiều cao của hình lăng trụ, chiều cao hình lăng trụ đó là AA phẩy là bằng 3. Người ta hỏi các em thể tích của hình lăng trụ đó là đó. Như vậy thì để tính được thể tích của hình lăng trụ thì chúng ta sẽ theo công thức là gì em? Như vậy sau khi mà chúng ta vẽ ra rồi, ở đây thầy sẽ hướng dẫn này. Để tính thể tích hình lăng trụ thì theo công thức của chúng ta là bằng diện tích gì? Diện tích đáy nhân với đường cao. Đường cao của chúng ta đây chính là AA phải có rồi, chúng ta không cần tính nữa. Diện tích đáy, đây chúng ta sẽ diễn. Như vậy diện tích đáy của chúng ta có phải là bằng 1 phần 2 nhân ở đây cho AB và nhân ở đây cho AC không? Như vậy đây bằng 1 phần 2 nhân ở đây cho AB chúng ta bằng 3 và nhân đây cho 4. Như vậy diện tích đáy chúng ta đây là 12 nhân 1 phần 2 là bằng 6 cm², đúng không? Như vậy thì cứ công thức tính thể tích của chúng ta sẽ bằng S đáy nhân đường cao thì sẽ bằng 6 nhân H. H ta là AA phẩy, như vậy đây là 3. Nhưng kết quả chúng ta là bằng 18 cm². Hiểu không? Đó, bằng 18 à. Câu B. Hiểu chưa? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 7. Như vậy ở câu số 6 này chúng ta hiểu không? Dạ hiểu đúng không? Giờ chúng ta đi sang câu số 7 này. Cho định lý nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau. Hãy chỉ ra giả thuyết và kết luận của định lý trên. Thì giả thuyết ở trong từ nếu thì, nếu chấm chấm sau đây là thì. Chấm chấm đây thì cái đoạn nằm chính giữa này á gọi là giả thuyết. Còn sau cái từ thì này người ta gọi là kết luận. Nhủ nếu A thì B đây, thì khi đó A này chỉ là giả thiết, còn sau từ thì đó chính là B này chính là kết luận. Như vậy đây nè, từ cái đoạn này một đường thẳng nếu này, nếu một đường thẳng các đường thẳng song song tới cái đoạn này, cái đoạn này cái thằng này gọi là giả thiết, còn hai góc đồng vị bằng nhau thì thằng này chính là kết luận. Sau từ thì thằng này là kết luận này, hiểu chưa? Như vậy ở đây người ta hỏi các em là cái gì đây? Đây em nhìn nè, giả thiết này, một đường thẳng cắt hai đường thẳng ha, một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Ở đây nó thiếu từ song song rồi, nên là cái phương án A này không thể nào đúng được, nó thiếu từ song song. Kết luận song song thì bằng nhau sai rồi. Một đường thẳng, cái này sai luôn này. Một đường thẳng thì sai rồi. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song, có phải hợp lý chưa? Có từ song song rồi. Câu C này. Cái này kết luận bằng nhau cũng sai. À, cái này dễ đúng không? Ta xem câu số 8. Như đây, một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều cao, diện tích xung quanh lần lượt là đây. À, chiều rộng của hình hộp chữ nhật là. Như vậy thì ở đây thầy sẽ vẽ để em dễ hình dung thôi. Đây. Đó, thấy chưa? Bây giờ người ta nói là có chiều dài. Chiều dài ở đây là mấy? Là 8 m. Chiều cao ở đây là 5 m. Đó. Và cái diện tích xung quanh của chúng ta đây. Đó. Cái diện tích xung quanh của chúng ta người ta là diện tích của bốn mặt của cái thằng này này. Trừ hai cái mặt đáy này. Ok. Đấy. Như vậy ở đây người ta yêu cầu các em là tính cái gì em? À, tính cái chiều gì? Cái chiều rộng ở đây là bằng bao nhiêu? À. Như vậy theo công thức tính cái diện tích xung quanh của chúng ta, chúng ta được học rồi, sẽ bằng chu vi nhân với đường cao. Đường cao h. Đường cao có rồi, chu vi. Giả sử chúng ta gọi cái chiều chiều rộng ta đây là a đây. Được đúng không? Nhưng mà diện tích xung quanh ta, người ta đã cho em bằng bao nhiêu? Bằng 100 này. Chu vi hình chữ nhật sẽ bằng là gì? 2 nhân ở đây cho chiều dài cộng chiều rộng là 8 cộng cho A và nhân đường cao đây là 5. Như vậy 2 nhân 5 đây bằng 10. Như vậy ở đây là 100 ở đây bằng 10 nhân ở đây cho 8 cộng cho A. Như vậy từ đây chúng ta suy ra 8 cộng cho A sẽ bằng, em lấy 100 chia cho 10 này sẽ bằng là 10. Từ đây chúng ta suy ra A này sẽ bằng là 10 trừ cho 8 là bằng 2 m. Trong đó A này chính là chiều gì? Chiều rộng nè. A này chính là chiều rộng. Đó. Diện tích xung quanh thì bằng chu vi. Chu vi của đáy nhân với đường cao. Thì bây giờ ở đây chúng ta có chiều dài này, nhưng mà chưa có chiều rộng. Ở đây chiều rộng ta sẽ gọi nó là A. Thì chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta lấy 2. Chu vi hình chữ nhật là chúng ta lấy 2 nhân cho dài cộng rộng. Ở đây chính là chu vi này. Còn đường cao chúng ta là 5 này. Nhưng mà chúng ta tính là 2 m. Đây, câu B. Hiểu chưa? Rồi. Ok, hiểu tại sao đây câu B chưa? Ta sẽ đi xem câu số 9 nha. Câu số 9. Biểu đồ dưới đây cho biết tỷ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 7A. Cầu lông này, đá cầu này, bóng đá này và bơi lội. Căn cứ biểu đồ sau đây hãy cho biết môn nào các học sinh lớp 7A tham gia ít nhất, đó chính là gì? Đây, thằng này là ít nhất này. Đó chính là đá cầu. Đó chính là đá cầu em. Còn ví dụ như cũng câu hỏi này thì người ta hỏi là anh nào nhiều nhất? Đó chính là gì? Bơi lội này. Đây là cầu lông, đá cầu, bóng đá và bơi lội. Thì chúng ta sẽ chọn là bơi lội nếu mà nhiều nhất nha. Câu này thì nghĩ rất là dễ. Rồi xong, ta đi sang câu số 10. Cho biểu đồ sau. Đây em, số lượt khách ở đây là từ ở đây 9 giờ, 11 giờ, 13 giờ, 15 giờ, 17 giờ, tương ứng ví dụ như là 9 giờ là 40 khách này, 11 giờ là 50 khách này, 13 giờ 20 khách, 15 giờ 35 khách và 17 giờ là 45 khách, đúng không nào? Như vậy thì người ta hỏi các em là các số trên mỗi đầu mút đoạn thẳng của hình trên thể hiện số khách cửa hàng đó, hỏi vào thời điểm nào có nhiều khách đến cửa hàng nhất. Thì ở đây chúng ta nhìn nè. Đây. Chúng ta giấm xuống đây thì nó chính là rơi vào gì? 11 giờ nè. Tương ứng ở đây là 50 khách. 11 giờ 50 khách thì nó sẽ là nhiều nhất. À. Đó. Cái em chọn đây là câu C. Được chưa? Ok. Về phần tự luận thì theo quan sát thì thầy thấy nó khá là dài. Vâng, gồm 7 điểm, gồm cũng là 7 câu. Thì thầy đáng lẽ phần tự luận này thầy sẽ làm cho các em trong clip sau.
Nhưng ở đây thầy sẽ làm cho các em ở câu số 1 trước các em nha, ở trong clip này luôn. Ok, ta sẽ đi sang câu số 1 này. Tìm x biết ở đây chúng ta có là 1/3 chia x sẽ bằng 2. 2/3 chia đây cho -0.3. Như vậy x ở phía bên đây thì cứ để đó, chúng ta sẽ đưa hỗn số này về phân số. Như vậy 1/3 chia x 2/3 chúng ta đưa về, càng này là hỗn số ta đưa về phân số. Như vậy nó ra được là lấy 2 × 3 + 2. 2 × 3 thì bằng 6, cộng cho 2 nên là 8/3. Chia cứ để đó. Cái -0.3 đây là số thập phân, chúng ta cũng đưa về là phân số thì chúng ta đi nhân cho tử cho 10 và chia cho 10 thì nó sẽ ra là âm 3/10. Sau đó chia sẽ là trở thành là nhân nghịch đảo. Được đúng không? Như vậy 8/3 chia trở thành thì nhân trở thành là âm 10/3. Chứ gì nữa? Khi đó ở đây chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Như vậy đây 1/3 chia đây cho x là bằng âm 80/9. Được chưa? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra x sẽ bằng, ở đây em thấy là số bị chia, ở đây số chia, ở đây thương. Để tính số bị chia, đúng không? Để tính cái số bị chia thì chúng ta sẽ lấy, thay loại ở đây là số chia nhé. Để tính số chia thì chúng ta lấy số bị chia, chia cho thương, đúng không? Như vậy ở đây em lấy 1/3 chia ở đây cho âm 80/9. Bằng tiếp 1/3 chia trở thành nhân đảo trở thành là âm 9/80. Như vậy 9 với 3 này tuyệt tiêu. Như vậy nó sẽ còn lại đó chính là âm 3/80. Chúng ta kết luận vậy x sẽ bằng là âm 3/80. Xong câu A. Ta nhìn một xíu nè. Cứ chia thì ta trở thành nhân nghịch đảo. Còn ở đây ta biến đổi hỗn số này về phần phân số. Cái số thập phân này chúng ta đưa về phân số, chia nhân nghịch đảo này. Còn tới đây thì dễ thôi, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu B. Ta muốn ghi chép thì bấm dừng video lại nha. Câu B các em. Ở đây là làm dưới dạng lũy thừa. Ở đây là 3 (2) x - 2 × 3 (5) và bằng ở đây là 3 (5). Đúng không? Như vậy ở đây á, chúng ta nên chuyển với đổi dấu trước. Chuyển này qua bên đây, còn 3 (x) cứ để đó. 3 (2x) cứ để đó. Chuyển này qua bên đây trở thành đây là 3 (5) cộng 2 nhân ở đây cho 3 (5). Ở đây 3 (2x) để đó. Ở đây chúng ta thấy có gì chung? Chúng ta thấy 3 (5) chung. Ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là hệ số đứng đằng trước của nó là số 1 em nhé. Nghĩa là 1 nhân ở đây cho 3 (5). Nhưng mà khi chúng ta đặt 3 (5) thì ngay đằng trước đây hệ số của nó vẫn là số mấy? Nó vẫn là số 1. Như vậy đây chúng ta ghi 1 + 2. Chứ đừng comment hỏi thầy là thầy ơi, cái số 1 đây ở đâu ra? Cái số 1 đây nghĩa là 3 (5) ở đây thì người ta không biết, nghĩa là hệ số của nó đứng đằng trước đây là số 1. Các em hiểu không? Đó, còn thằng này là tất nhiên là hệ số nó là quá rõ ràng là đứng ở số 2 rồi. Như vậy đây chúng ta có 3 (2) x. Ở đây 3 (5) × 1 + 2 là bằng 3. Chúng ta nhớ là công thức là (x)(n) × (x)(m) thì sẽ viết cơ số lại, sẽ lấy n + m, đúng không? Như vậy 3 (2x) ở đây là 3 (5), ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là ngay chỗ đây là 3 (1) này. Như vậy người ta lấy 5 + 1 là bằng 3 (6). Như vậy cùng cơ số chúng ta có là (x)(n) = (x)(m) thì khi đó n này sẽ bằng m. Như vậy khi đó chúng ta có 2x này là bằng 6. Như vậy x này sẽ bằng là 6 chia 2 là bằng 3. Như vậy người ta kết luận ở đây là vậy. X sẽ bằng 3. Xong. Hiểu chưa? Ta phải linh hoạt nha. Về các công thức của lũy thừa, ta phải nắm. Ta sẽ đi sang ở câu C. Câu C em. Ở đây là 2x - k/2 = 1.69 bằng k/2 = 1.21. Cái này thì nó rất là dễ nha. Tại vì cái này chúng ta có thể dùng máy tính ta bấm hoặc là ta nhẩm được. Tại vì 1.69 này á, k/2 thì chúng ta ra được là 1.3 em nha.
thằng này là bằng 1,1 nè. Khi đó 2x này chúng ta chuyển vế đổi dấu qua đây. Như vậy 1,1 đây đó, chuyển này qua trở thành là cộng 1,3. Như vậy đây là 2x. 1,1 cộng 1,3 thì sẽ bằng là 2,4. Như vậy x ta là bằng 2,4 chia 2. Được đúng không? Thì ở đây sẽ bằng 1,2. Vậy x ta bằng 1,2 xong. Ok nha. Rồi. Ta sang bài cuối cùng về giá trị tuyệt đối ha. Ở đây người ta hỏi đây. Thằng này nhân với này bằng 0. Đúng không? Thì chúng ta nhớ là a nhân với b mà bằng 0 á thì một thằng này là bằng 0. Hai là thằng này bằng 0, hoặc là cả hai thằng này đều bằng 0. Nghĩa là đây người ta chia thành trường hợp. Hai trường hợp, một là thằng này bằng 0, hai là thằng này bằng 0, hai là cả hai thằng này đều bằng 0. Như vậy thì ở đây câu D này, chúng ta sẽ chia ở gọi là trường hợp 1. Chúng ta sẽ cho đây là x cộng 1/3 này sẽ bằng mấy? Bằng 0. Thì giá trị tuyệt đối của 0 có phải bằng 0 không? Thì chứng tỏ thằng này x cộng 1/3 này nó phải bằng 0. Nghĩa là giá trị tuyệt đối của 0 thì bằng 0, thì cái biểu thức trong giá trị tuyệt đối này phải bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra x cộng 1/3 này sẽ bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng là -1/. Chuyển này qua bên đây thì x này sẽ bằng -1/3. Cái trường hợp 2 chúng ta sẽ có là x bình phương cộng 1 này sẽ bằng 0. Thì chúng ta sẽ xem thử là có cái anh x nào mà bình phương mà cộng với 1 mà bằng 0 không? Tại vì sao này? Tại vì ở đây á, bản thân á, cái thằng x bình phương này nó luôn luôn là số không âm, nghĩa là lớn bằng 0. Thì chứng tỏ khi chúng ta cộng, chúng ta cộng 1 ở hai vế, nghĩa là x bình phương cộng 1 này chắc chắn ở đây nó sẽ lớn hơn, lớn hơn 0. Tại bản thân thằng này lớn hơn mình không thôi, mà ở đây nó có số 1 này, thằng này lớn hơn không? Với mọi x, với mọi x. Do đó cái trường hợp này là chúng ta không thể nào tìm có cái số x nào để thỏa mãn, mà thay vô đây là x bình phương cộng 1 bằng 0 cả. Do đó không có x thỏa mãn x bình phương cộng 1 bằng 0. Như vậy kết luận ở hai trường hợp thì chúng ta sẽ lấy được cái x này. Vậy x chúng ta sẽ bằng -1/3 cho câu D này. Hiểu chưa? Đó, ok nha. Sẵn làm thì chắc thầy làm luôn cái bài số 2 luôn nha. Làm số 2. Còn clip sau thầy sẽ quay cho em ở các cái bài khác. Được chưa? Câu số 2 em. Người ta yêu cầu các em là tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong hình vẽ sau. Ủa, cái bài này thì quá dễ rồi, có kích thước hết rồi. Chỉ việc thuộc công thức là ra thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta có bài số 2 này. Câu 2. Thì đầu tiên chúng ta có diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì có phải bằng chu vi đáy nhân đường cao. Đúng không? Mà chu vi đáy của chúng ta là đáy ở đây là tam giác, nó đã có kích thước luôn luôn rồi này. Nếu bài này nó khó xíu, người ta không cho ở đây là 10 chẳng hạn, người ta chỉ cho 68 thôi. Ở đây người ta yêu cầu em phải tính sử dụng Pythagore để chúng ta tính cái thằng 10 đây. Nhưng mà ở đây người ta cho rồi thì chu vi, để tính chu vi của tam giác thì người ta lấy ba cạnh này cộng lại thôi. Nhưng mà 6 cộng 8 cộng 10 nhân ở đây cho 10, 15 là đường cao là ra. Em hiểu không? Thể tích, thể tích của nó là bằng cái gì? Có phải bằng diện tích đáy nhân đường cao. Diện tích đáy nhân đường cao. Mà diện tích đáy chúng ta lấy hai này nhân lại và nhân 1/2. Nghe 1/2 nhân ở đây cho 6 nhân 8. Và nhân đường cao chúng ta đây chính là 10, 15 sẽ bằng. Như vậy đây chúng ta có thể dùng máy tính ta bấm nhân nha. 6 cộng 8 cộng 10 ở đây nhân đây cho 15. Đây bằng 360. Ở đây là cm vuông. Ở đây 1/2 nhân 6 nhân 8 và nhân đây cho 15. Trời ơi, cũng bằng 360 cm khối. Xong. Đơn giản dễ hiểu vậy thôi. Hiểu chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha.
Trong clip theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở các câu còn lại. Đây, các câu còn lại thì chúng ta làm trước từ câu số 3 nha. Từ câu số 3 cho tới câu số 7. Câu số 4 này. Đây là câu số 5 nha em. Bài 5. Và đây là câu 6 nha, 6 câu thôi. Đánh bị nhầm. Rồi. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh